Nhắc đến những địa danh du lịch nổi tiếng ở khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc, không thể không nhắc đến hồ Boston, hồ nước ngọt nội địa lớn nhất nước. Vẻ đẹp tự nhiên đặc sắc của hồ khiến những người đặt chân đến đây đều không khỏi trầm trồ. Hồ Boston nằm tại huyện Bắc thuộc khu tự trị Tân Cương với diện tích gần 1.700 km2, còn được người dân địa phương trìu mến gọi là hồ mẹ. Đây là nơi có diện tích hoa súng hoang dã lớn nhất ở Trung Quốc. Đến với hồ Boston, du khách có thể đi bộ qua đầm lầy lau sậy, ngắm nhìn hoa súng trên hồ cùng từng đàn hải âu bay rợp trời, hoặc có thể du lịch bằng thuyền để ngắm cảnh quan kỳ thú này. Xung quanh hồ có nhiều địa điểm du lịch và vui chơi giải trí nổi tiếng, với nhiều hoạt động thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh. Ở nơi tôi sinh sống không có hồ nước rộng như thế này và cũng không có nhiều chim như thế. Đến đây tôi có thể được ngắm chim hải âu và còn có thể chụp ảnh với chúng. Ở chỗ tôi có thái hồ cũng rất đẹp. Trước đây tôi nghĩ thái hồ là đẹp nhất, nhưng khi đến tham quan Boston, hồ chứa lớn nhất của cả nước, thì tôi đã phải thay đổi lại suy nghĩ của mình. Hồ Boston đã được xếp hạng danh thắng trọng điểm quốc gia cấp 5A ở Trung Quốc và được phát triển thành một trong 10 danh lam thắng cảnh hàng đầu ở khu vực phía Tây nước này. Khu thắng cảnh Hồ Boston cũng đã được chọn làm cơ sở bảo vệ văn hóa phi vật thể của Tân Cương.